Trên chuyến hành trình từ nhà Minh trở về Đại Hàn Dân Quốc, giữa đại dương mênh mông một con cá voi khổng lồ đã hất đổ thuyền của đoàn sứ giả. Quậy bao nhiêu đó chưa đủ, nó nuốt luôn cả Long Ấn vào bụng. Đoàn sứ giả bơi về đến cung điện trình báo lên nhà vua rằng Long Ấn đã bị cá voi nuốt mất. Mày tưởng tao là con nít lên ba mà tao tin à, bay đâu cẩu đầu chảm. Những quan lại khác sợ vạ lây nên cấu kết với nhau đổ tội cho đám hải tặc trên biển. Lập tức nhà vua ra lệnh cho người truy sát bắt hải tặc về trị tội. Lúc bấy giờ trên tàu một tên hải tặc đang chém gió thì đột nhiên bị say sóng. Hắn vào trong nghỉ ngơi và nghe thấy thông tin vì triều đình đang truy quét hải tặc nên tên thuyền trưởng sẽ mang các thuyền viên của mình ra làm vật hiến tế. Hắn thông minh đua thuyền bỏ chạy trước khi bị bắt giữ. Ngay sau đó thuyền trưởng phối hợp cùng quân lính cho bắt trói toàn bộ người trên thuyền. Nữ thuyền phó vì muốn bảo vệ các anh em khác nên đã thách đấu với hắn ta. Quả nhiên khi hai bên bắt đầu giao cấu thì nữ thuyền phó có phần áp đảo được đối thủ. Cô giành chiến thắng khiến ai nấy cũng đều vui mừng. Thuyền trưởng bị bắt trói lại nhục nhã quá nên tự gieo mình xuống biển. Vì lòng trắc ẩn, cô đã tốt bụng tặng cho hắn một cái mền đắp cho đỡ lạnh. Về phía anh hải tặc đào tẩu đã thành công đặt chân lên một cánh rừng hoang vu huyền bí, tưởng đâu an toàn, nào ngờ lại bị bọn sơn tặc bắt giữ. Nhân cơ hội đó anh lập tức nộp CV xin việc vào làm sơn tặc. Thủ lĩnh sơn tặc trước đây là một vị đại quan trung thành với đất nước, nhưng do chê trách cách hành quân của tướng lĩnh và nhà vua, bị giặc ngoại xâm đánh chiếm lại không dám phản công, lấy lý do nước bé đánh nước lớn là không hợp với lễ giáo. Người anh em vì bảo vệ anh nên đã bị đại tướng giết chết. Anh quyết tâm trả thù và thành công lấy đi của hắn một quả nhãn. Cuối cùng bị truy nã, anh đành lên núi ở ẩn rồi trở thành sơn tặc. Tại đây anh lấy biệt hiệu là Cọp Điên, còn anh lính mới được kết nạp vào tên là Đầu Ổ Quạ. Ngay khi có người mới vào thì may mắn đã xuất hiện. Theo nguồn tin mật cho biết, sắp tới sẽ có một đoàn người hộ tống vàng bạc châu báu đi ngang. Thủ lĩnh sơn tặc lập kế hoạch phân công mỗi người một vị trí mai phục đánh cướp cống vật. Đầu Ổ Quạ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trọng là giữ dây thừng. Khi đoàn hộ tống xuất hiện, tên do thám chuẩn bị ra tín hiệu thì khoan chờ thầy 2 giây. Phía sau còn có thêm một đội lính triều đình đi đến. Anh do thám lập tức ra hiệu hủy bỏ kế hoạch, nhưng Đầu Ổ Quạ lại hiểu nhầm cắt đứt sợi dây. Thủ lĩnh từ bên trong đu dây ra như tác răng treo lơ lửng trước mặt quân lính. Đầu Ổ Quạ nối đuôi theo sau, cầm đao dí ra ngoài hô to, giết hết nó cho tao. Chưa kịp hoàn hồn thì cả hai vội vàng gọi hải quay xe bỏ chạy tụt quần vào bìa rừng. Quân lính đuổi theo sau, khí thế hào hùng như vũ bão, hô to nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh mà bắt. Chạy đến trời tối, cuối cùng họ cũng tập kết lại sơn trại ngồi thở như chó. Đốn củi 3 năm dại 1 giờ kết nạp tên khứa kia vào nhóm, đúng là xui như hủi. Chưa lấy lại tinh thần thì quân lính lại từ đâu ập tới, cả bọn tiếp tục pha hành động xách mông lên chạy tán loạn khắp nơi. Trong khi đó, thông tin sơn tặc đang hoành hành lại được truyền đến tai nhà vua. Ông ta hạ lệnh cho người truy quét luôn nhóm sơn tặc. Nhóm sứ giả nhận nhiệm vụ tìm lại Ngọc Tỷ, xong lại thuê một tên tướng độc nhãn long để truy tìm con cá voi. Thấy phần thưởng hậu hĩnh, hắn ta chốt đơn ngay và luôn. Tuy nhiên chủ nào thì tớ nấy, tên chột đã dùng một nửa số tiền thưởng đi thuê nhóm hải tặc giúp hắn đánh bắt cá voi. Mà khi ấy nữ thuyền phó đã trở thành chủ nhân mới của con tàu. Cô ta thấy có gì đó sai sai, ai đời lại thuê cướp biển làm ngư dân. Nhưng vì hắn ta uy hiếp sẽ sát phạt hết toàn bộ dân làng và người nhà của các thuyền viên còn lại nên cô buộc phải nhận lời. Con Cọp Điên sau khi thoát khỏi đám tay sai liền quay về tìm người chỉ điểm tính sổ. Hắn ta sợ bị mang đi nhúng lẩu lại tiết lộ thêm một bí mật động trời. Hiện triều đình đang truy tìm con cá voi bởi vì nó nuốt mất chiếc tàu chở kho báu và Ngọc Tỷ. Bỗng một tiếng phật đứt dây khiến hắn rơi xuống bồn nước. Hóa ra nữ thuyền phó cùng với người của cô ta đến đây mục đích là giao dịch tượng Phật vàng đổi lấy vũ khí cho cuộc săn bắt. Bọn sơn tặc nghe lén được tin nóng liền quay về sơn trại kể cho đồng bọn. Anh thầy tu làm sơn tặc vốn tính thật thà nói rằng có con cá rất to đã nuốt chửng con thuyền của nhà vua và vô số châu báu. Tên cục xúc bên cạnh đạp cho anh một phát, mày điêu thuyền vừa thôi. Do sống trên núi nên có biết cái vẹo gì về biển cả đâu. Chúng vểnh tai trâu lên chờ đợi nghe sự thật từ thủ lĩnh. Lần này cũng vẫn là câu chuyện con cá voi nuốt chửng con thuyền. Mặt mọi người kiểu méo tin tụi mày lộn xào vừa thôi. Đầu Ổ Quạ khi ấy mới xác nhận chuyện đó là có thật. Không những vậy, con cá to khổng lồ lại biết cho con bú nữa. Có loài cá mang đèn trên đầu chớp một cái là khỏi cần tốn tiền điện luôn, hay như cá chim bơi dưới nước nhưng lại có thể bay lên trời. Vừa diễn tả cảnh cá bay thì Cọp Điên cũng kề kiếm vào cổ anh luôn, mày hút cần đủ chưa? Thủ lĩnh sơn tặc mặc xác con cá voi to như thế nào, anh chỉ cần bắt được nó lấy Ngọc Tỷ thôi là cả một đời no ấm. Vì vậy hôm sau nhóm sơn tặc âm thầm theo đuôi nhóm hải tặc đến kho vũ khí. Nhân lúc thuyền phó đang giao dịch bên trong thì Cọp Điên đánh ngất người canh gác bên ngoài rồi âm thầm đẩy xe hàng đi mất. Nữ thuyền phó nhanh như chớp bay lên mái nhà đuổi theo. Để nhanh hơn nữa, cô quyết định mạo hiểm trượt máng nước dùng nỏ thần bắn về phía sơn tặc. Họ bên dưới châm lửa và hỏa tiễn vô tình bắn vào bánh xe khổng lồ của thị trấn. Phó thuyền nhảy xuống xe chấn lột anh đúng lúc bánh xe lăn ngang qua. Người cầm lái hụt chân vấp cục đá ngã nằm một đống. Chiếc xe cứ thế lao thẳng về phía trước rồi xin vĩnh biệt cụ. Cả hai bay như chim én rơi xuống, may mắn ông bà gánh còng lưng nên chưa chết. Nữ tặc kề dao muốn lấy mạng nam tặc nhưng nhìn lại phía sau hú hồn con chồn còn nguyên. Một đại đội cung thủ đang chĩa mũi tên về phía họ.
Tình hình nguy cấp, nam chính đã dùng thân mình hy sinh đỡ tên cho cô ấy. Đang ngôn lù vì được anh hùng cứu mỹ nhân, bất thình lình bánh xe khổng lồ lăn tới va vào thùng đựng bình nổ. May sao cả hai nhanh chân lẹ mắt thoát ra được. Sau vụ cướp đó, nhóm sơn tặc cũng đẩy thành công một xe vũ khí về. Họ chuẩn bị chiếc thuyền to bằng cái lỗ mũi, hy vọng bắt được cá voi đổi đời. Phía bên này, nhóm hải tặc cũng lên nòng súng ống đầy đủ cho cuộc săn bắt biển khơi. Người ta là cướp biển sống lênh đênh quen rồi nên khí thế hào hùng dũng mãnh bao nhiêu. Nhìn lại nhóm sơn tặc lớp thì đói khát lại say sóng nhìn chán muốn chảy nước. Chịu hết nổi, cọp điên thò đầu xuống uống nước biển thì suýt bị con cá mập táp. Lần đầu tiên nhìn thấy con cá to như vậy, họ chắc chắn rằng nó chính là cá voi. Cọp điên lấy hết can đảm phóng thẳng mũi lao được cột dây thừng vào nó, định mệnh nó con thuyền bị buộc với cá mập rồi để nó lôi đi. Lướt sóng một lúc thì họ tạt ngang qua con tàu mới của ông thuyền trưởng cũ. Bối rối quá, họ lấy đại bác ra lên nòng xả đạn về phía con cá mập. Hậu đậu thế nào lại bắn trúng tàu của ông thuyền trưởng. Lập tức ông cho thuộc hạ chuẩn bị dàn đại bác cực khủng nhắm thẳng về phía con tàu kia. Bắn một hồi thì tàu của sơn tặc cũng lượn đi mất. Con cá mập kéo một đoạn nữa thì đột nhiên dừng lại, bụng ngã ngửa nổi lên, còn hồn thì đi về miền cực lạc. Họ kéo nó lên bờ và được thông báo đây không phải là cá voi. Đang chuẩn bị sửa thuyền ra khơi làm lại từ đầu thì ông thầy tu cầm cái bình nổ mở nút ra uống, thấy không có nước tiện tay ném đi, tạo thành một vụ nổ kinh hoàng. Giờ cái nịt cũng méo, còn họ lại quyết định đi cướp tàu hải quân. Vì anh đầu ổ quạ có kinh nghiệm đi biển lâu năm nên họ phong cho anh lên làm lão nhị. Tất cả mọi người đều phải nghe theo lời anh ta chỉ đạo. Quả nhiên sau khi kế hoạch được triển khai, họ đã đột nhập lên tàu thành công. Tên chột thống lĩnh đoàn hải quân chuẩn bị xuất kích đi bắt cá voi thì đột nhiên phát hiện có cháy. Quân lính lập tức xông ra bao vây lấy toàn bộ con tàu. Anh cọp điên một mình xuất trận cản đường chúng, kéo dài thời gian cho đồng bọn cắt dây. Lúc này tên thống lĩnh hải quân xuất hiện liền nhận ra thằng Khứa Đào Ngũ năm xưa khiến hắn bị chột một mắt. Cả hai lao vào solo với nhau một trận thừa sống thiếu chết. Đúng lúc cây cột sập xuống chia cắt họ ra làm hai nơi, cọp điên bám dây nhảy sang con tàu vừa cướp được rồi cùng đồng bọn lượn đi mất. Tên chột ấm ức quay về căn dặn binh lính đổ thừa cho hải tặc tấn công, tuy mất tàu nhưng đã bắt được bọn chúng. Sau đó hắn hạ lệnh cho giết hết đàn ông, còn phụ nữ trong làng thì bị bắt làm tù binh thay cho hải tặc. Nhóm của nữ tặc sau bao ngày mỏi đít chùn chân thì cũng phát hiện ra con cá voi ngoài biển. Đang chuẩn bị bắn thì bị tên thuyền trưởng cũ tấn công, tiếng nổ kích động cá voi bơi ra chỗ con tàu của nhóm sơn tặc. Từ khi cha sanh mẹ đẻ ra đây là lần đầu nhìn thấy cá voi to tổ trảng như vậy, bọn họ sợ đến teo cả hai hòn bi rồi quay sang đổ lỗi cho đầu ổ quạ. Mày biết nó to như thế tại sao không cản tụi tao hả? Anh ta lập tức bị giáng xuống làm chức vụ nhỏ nhất để cả bọn dễ ra tay đánh hội đồng. Một lúc sau khi nhìn lại thì thấy có gì đó là lạ. Hóa ra con tàu đã trôi đến giữa hai phe tàu hải tặc. Phó thuyền trưởng nhân cơ hội tàu sơn tặc đang chặn nòng đại bác của ông thuyền trưởng. Cô ta phát động tấn công cho người của mình leo qua bên kia chiến đấu. Rất nhanh con tàu sơn tặc ở giữa ăn cho hết. Nhìn cảnh hỗn loạn này đứng không thì phí nên họ quyết định giúp nữ thuyền phó. Cọp điên xuất chiêu đỡ giúp cô ấy vài pha tấn công đến từ tay lão già kia. Thầy tu không muốn sát sanh nên lầm lũi chạy trốn và vô tình trèo sang con tàu trống rồi trôi đi mất. Cuối cùng thì ông thuyền trưởng lại chiến thắng đâm vào thuyền phó một nhát. Cọp điên thấy tình thế bất lợi lập tức lật mặt đến tay bắt mặt mừng xin kết nghĩa huynh đệ với hắn. Để rồi anh cũng bị bắt còng tay lại với nữ tặc, thà chết đuối còn hơn chết nhục nên nữ tặc chọn cách gieo mình xuống biển. Anh sơn tặc vì thế cũng bị lôi xuống theo. Chiếc vòng trên tay cô rung lắc gợi cho con cá voi nhớ đến ân nhân cứu mạng năm xưa. Hóa ra ngày bé nó từng bị mắc lưới và được cô giải thoát. Giờ nó đến trả ơn bằng cách đưa cô và cọp điên vào bờ an toàn. Cọp điên tỉnh lại trước nên mang cô vào rừng dùng thảo dược băng bó vết thương. Nào ngờ lúc hắn ngủ lại tự sơ củ khoai rồi đưa lên mũi ngửi. Để thoát khỏi cảnh này, nữ tặc phải tát vào mặt gọi hắn dậy rồi cả hai miệt mài ngồi đập đá. À không, tôi nhầm, là đập sợi xích. Không sao, dứt được họ đành chịu trận bị trói buộc lại với nhau. Ngay cả đi tè cũng phải lôi nhau xuống biển. Tối đó lại đang đứng tè thì gặp được con tàu mà ông thầy tu ẩn nấp. Nhờ ông ta phá xích mà hai người mới tách ra được. Họ sau đó bơi đến con thuyền của hải quân rồi thả bom khói cứu người. Các thuyền viên ở hai nhóm hải tặc và sơn tặc đều được giải thoát. Bình yên vô sự rồi thì đường ai nấy đi. Tên thuyền trưởng phục vụ cho tướng chột một mắt hộ tống hắn đi bắt cá voi. Với kinh nghiệm dày dặn lão luyện thì ông ta lại tập trung vào bắt con nhỏ nhằm dụ con lớn đến. Đại bác được chuẩn bị sẵn sàng để tấn công phe này, nếu nó không chết thì ta chết. Ngay khi cá voi con đến, nó liền bị cho ăn vài phát đạn. Quả nhiên âm thanh cầu cứu của nó đã dụ được cá voi mẹ xuất hiện. Nó bất chấp nguy hiểm bơi về phía con tàu để giải thoát cho con mình. Nào là đại bác bắn tới lựu đạn ném xối xả xuống biển. Cá voi mẹ đã bị thương nhưng vẫn một mực bơi đến bên cá con. Cuối cùng nó đâm đầu vào con tàu rồi nằm thoi thóp chờ chết. Lúc này một trận bão nổi lên, bởi lẽ cá voi chính là linh vật của Long Vương. Để ngăn chặn cơn thịnh nộ, họ đã chuẩn bị mang một nữ hải tặc ra tế lễ. Chúng cật lực kéo cá voi mẹ lên thì nào ngờ ông chột tạo phản muốn độc chiếm công lao. Chưa giải quyết xong việc nội bộ thì thuyền phó tấn công vào, người bên đó ảo ạt tràn qua cứu lấy con tin. Trong khi họ chiến đấu, cô không quên chạy đến cắt dây giải thoát cho cá voi mẹ.
Từ xa con tàu của Sơn Tặc cũng đột nhiên quay lại phối hợp cùng cô bắn bom lửa đốt cháy đội quân của tên một mắt. Giờ đây hải tặc và Sơn Tặc quy về chung một mối đồng tâm hiệp lực đánh bại kẻ thù. Nữ tặc đuổi theo ông thuyền trưởng xuống hầm rượu và đâm trúng ông một nhát. Biết không sống được bao lâu, ông đã báo cho cô biết con tàu sắp phát nổ. Nữ thuyền trưởng thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, bỏ chạy ra ngoài thông báo cho mọi người. Thủ lĩnh Sơn Tặc đấu với tên độc nhãn long xong hoàn thành chọt mũi kiếm vào chân hắn cắm xuống thuyền. Mọi người sợ chết tháo chạy nhảy hết xuống biển. Ngay khi con tàu phát nổ, tên chột và ông thuyền trưởng đã mắc kẹt lại trên thuyền. Số phận cuối cùng cả hai lại dắt tay nhau đi chầu Diêm Vương. Kết phim, ông vua nằm mơ thấy anh cọp điên về báo mộng chỉ trích về những tội ác mà ông đã gây ra. Ngày hôm sau khi thượng triều, ông liền ra lệnh cho quân thần phải thả toàn bộ người dân ra, đồng thời quét sạch lại bộ máy văn võ bá quan trong triều, trả lại cho đất nước sự bình yên. Trở lại với biển cả, cọp điên hốt được nữ thuyền trưởng, nhóm Sơn Tặc vì vậy cũng hòa nhập thành một với hải tặc. Từ đó hai người họ đặt tên cho các thành viên của mình là Hiệp hội Thích Ăn Cướp, cùng nhau tung hoành đại dương. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại!